Nhà vườn Nguyên Huyền xin chào tất cả các bác nhá. Đây là địa chỉ của nhà vườn Nguyên Huyền. Vâng. Lối đi vào vườn là cách thế giới di động Tản Lĩnh lùi xuống tầm 50 m, rẽ trái theo chỉ dẫn của biển quảng cáo ạ. Vâng. Đây, đi vào đường này ạ. Cách đây 50 m là đến nhà vườn nhé. Mọi người có thể đến tham quan và chọn cây để bán xỉ Tết và chơi Tết ạ. Mọi người đến sớm để lượn những cây theo ý muốn của mình. Cái này mà lâu lắm nó. Vâng, dăm nhà em đây bác ơi, to mập nhá, hứa hẹn những bông hoa to đẹp. Nhường nhau nhá hai bạn ơi, mặt trăng nguyên với bạn cái gì nguyên. Còn đây là những cây mai đã được chọn hàng tuyển đẹp cho các bác bách về nhà luôn. Răm nhầm, răm nạo tía, răm hết rồi nhá. Già răm. Này, các bạn năm nay thâu lựa chọn em. Đây. Cả một khoảng không này là 2000 cây. Chưa vút lá xong nên là những cây đẹp vẫn được bị che bởi lá, lộ được thân ra. Về video sau thì nhà vườn sẽ quay kỹ hơn để mọi người biết đến những dáng đẹp của các em nhất chi mai. Tầm 3 ngày nữa em sẽ lại quay lại video khi vút lá xong để các bác lựa chọn những cây đẹp về để chơi theo ý của mình. Đây em thấy cả kỹ sư trồng cây về làm việc nhé. Đây, kỹ sư Nguyên đấy. Nhanh mua không có hết cây. Thank you.
Ở đây là nhà vườn Nguyên Huyền ạ. Nay là ngày 14 tháng 11 năm 2023, nhà vườn đang bắt đầu vuốt lá cho nhất chi mai chơi Tết 2024 đấy ạ. Nhà vườn em năm nay có 2.000 cây nhé, các bác thoải mái chọn luôn.